Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng nhận điểm 4 khi phân tích tác phẩm văn học Chiếc Lược Ngà. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã đích thân đính chính lại câu chuyện vô cùng hài hước của tuổi thơ mình đang viral trên mạng xã hội. Phân tích tác phẩm văn học là nỗi sợ chung của nhiều học sinh từ cấp 1 đến cấp 3, thậm chí là cả bậc đại học. Có một điều diệu kỳ rằng đôi khi chính tác giả cũng không thể hiểu được đứa con tinh thần do bản thân sáng tác lại có thể hiểu sâu xa và nhiều ý nghĩa, ẩn ý như các bài phân tích của người khác viết ra. Trường hợp của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và ba ruột của anh là cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả truyện ngắn Chiếc Lược Ngà là một ví dụ điển hình. Nói rõ hơn, trên các diễn đàn mạng xã hội đang lan truyền chuyện thời còn đi học, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã nhờ ba phân tích tác phẩm Chiếc Lược Ngà để nộp bài kiểm tra nhưng bất ngờ bị điểm 4. Trong hình là Nguyễn Quang Dũng, một đạo diễn nổi tiếng của Việt Nam. Ông còn được biết đến là con của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, tác giả của Chiếc Lược Ngà. Và thật hài hước là đợt chú này đi học làm bài Chiếc Lược Ngà của ba mình, được chính ba mình phân tích nhưng chỉ có được có 4 điểm, thông tin được chia sẻ trên các diễn đàn mạng. Đạo diễn Tiệc Trăng Máu thừa nhận mình học kém môn văn nhưng khẳng định câu chuyện lan truyền là không chính xác. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đính chính, câu chuyện trên không chính xác, ba tôi chưa bao giờ làm bài giúp con cả. Chuyện là vậy, hồi nhỏ tôi học văn dở, thường chỉ 4-6 điểm thôi. Duy nhất một lần 8 điểm là bài kiểm tra môn văn nói về tiểu sử của tác giả Chiếc Lược Ngà. Nhưng hồi đó khi học đến phân tích Chiếc Lược Ngà, tôi có đem bài văn mẫu phân tích của cô giáo dạy về cho ba. Ba tôi cười nói là bài văn mẫu hơi ca lên quá vì có những thứ ba tôi không có ý đồ hay nghĩ như vậy. Ba ruột của Nguyễn Quang Dũng là cố nhà văn kiêm biên kịch phim Nguyễn Quang Sáng. Chiếc Lược Ngà là tác phẩm văn học nổi tiếng của ông, được đưa vào chương trình văn học lớp 9. Nam đạo diễn cũng từng thừa nhận, ba là một nhà văn nổi tiếng nhưng ngày xưa tôi học văn rất dở. Những tác phẩm dù rất nổi tiếng của ba như Chiếc Lược Ngà, tôi cũng chào thua. Lúc sinh thời, cố nhà văn Nguyễn Quang Sáng là người thầy, người cha mẫu mực và hết mực tâm lý khi chỉ bảo các con. Nguyễn Quang Dũng sinh năm 1978, là con trai thứ hai của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Khác với người anh trai lớn hiền lành, học giỏi và theo đuổi ngành kiến trúc, Nguyễn Quang Dũng có cái chất nghệ sĩ của cha nên từ nhỏ đã có cái chất rất nghệ sĩ. Ngày bé, Nguyễn Quang Dũng học không giỏi, nếu không muốn nói là hơi kém. Suốt từ cấp 1 đến cấp 3, năm nào anh cũng chỉ xếp loại trung bình, chỉ vừa đủ điểm để lên lớp. Một trong những môn học mà Nguyễn Quang Dũng học kém nhất lại chính là môn văn, vì anh thường xuyên viết sai chính tả nên thường xuyên bị điểm kém. Tâm sự kỷ niệm về ba, đạo diễn Dũng khùng bộc bạch, lúc nhỏ, anh thường được ba đưa đi khắp nơi, gặp gỡ bạn bè, thăm thú nhiều nơi từ sang trọng cho đến bình dân. Nhờ vậy anh có được cái nhìn đa chiều về cuộc sống ngay từ ngày còn thơ ấu. Đây cũng là sự tích lũy khá tự nhiên cho niềm đam mê với phim ảnh của anh sau này. Có lẽ với Dũng khùng, việc làm một bộ phim hay còn dễ hơn rất nhiều so với việc làm một bài văn để qua ngưỡng điểm 5. Học kém văn là thế, nên cứ thỉnh thoảng, các cô giáo ở trường lại gọi nhà văn Nguyễn Quang Sáng lên phê bình cậu con trai Nguyễn Quang Dũng của ông, rằng ba là nhà văn mà sao con trai lại học rốt văn thế. Điều đó chưa bao giờ khiến Nguyễn Quang Sáng cảm thấy phiền hà, bực bội. Bởi Nguyễn Quang Sáng vẫn luôn nổi tiếng là một người ba tâm lý, cho phép con cái phát triển một cách tự do, theo những thiên hướng mà chúng có.